Cô là Anna ở Oregon. Thì trước đây cô không có biết về trong Nu Skin có những cái thực phẩm chức năng, nhưng mà cô bị cái bệnh là coi như là phải remove, phải cũng như lấy cái túi mật ở trong cái gan ra, là bởi vì nó có cái sạn ở trong đó. Thì cô rất là sợ hãi, bởi vì coi như là cái mật nó rất là quan trọng cho cái gan, mà bây giờ lấy ra như vậy thì coi như cái tuổi thọ của mình á, nó sẽ giảm đi. Cho nên một người bạn của cô đã giới thiệu cái Retree. Thì khi mà cô uống cái Retree này á, trong vòng 2 tuần lễ rưỡi trước khi mà đi lấy máu để mà khám, thì cách đây coi như 1 năm thì bác sĩ có khám cho cô á, là coi như cứ mỗi 3 tháng khám một lần. Thì 3 lần như vậy nó đều tăng lên cái nồng độ trong gan của cô lên rất cao. Một người bình thường người ta chỉ cần 20 là mức trung bình, nhưng mà cô đã lên lúc đầu tiên là 40, sau đó lên 50 và lên 70. Thì ông bác sĩ đã quyết định là phải mổ lấy cái túi mật của cô ra, tại vì sợ cái sạn nó bể ra, nó sẽ làm cho cái túi mật nó bể ra. Thì như vậy thì cô sẽ coi như là rất là khó khăn và cô sẽ phải qua đời. Thành ra cô, khi cô nghe được như vậy thì cô rất là sợ hãi, mà không có một cái thuốc nào có thể chữa cho cô được ngoài cái mổ xẻ, và cô cũng rất là sợ về mổ. Thì sau đó một người bạn giới thiệu về Retree, thì bà ta giới thiệu về một cái bệnh khác, là bà ta bị cái bệnh dời ăn, nhưng mà bà ta đã được hết. Đó, thì bà có nói với cô là coi như cô cứ thử cái này đi, mà không chừng là nó sẽ giúp cho cô. Thì giống như là một người chết đuối tìm được cái phao vậy đó, thì cô cũng chẳng cần biết nó là cái gì, nhưng mà cô hỏi nó là cái gì vậy, thì bà nói là nó chỉ là một cái jute, một cái nước mà coi như lấy từ cái trái cây ra thôi. Thì cô, bà ta đã coi như order chụp dùm cho cô, mua dùm cho cô coi như là 4 chai nước gấc. Thì cô uống trong vòng 2 tuần lễ rưỡi trước khi mà cô đi khám. Thì khi mà cô lấy máu để đi khám á, thì bác sĩ cho cô biết được một cái nguồn tin mà cô rất là vui mừng, đó là nó xuống còn có 17, tức là dưới mức trung bình là mỗi người ta chỉ cái mức là coi như 20, nhưng mà cô dưới cái mức đó. Thành ra ông có nói là cô không cần phải đi mổ nữa. Nhưng mà ông cũng hỏi cô, tại vì ông bác sĩ cũng hỏi là thường thường người Á Châu của mình á, là cái của tụi mày đó, là coi như khi mà nghe bệnh hoạn mổ là tụi mày cứ đi kiếm cái này cái kia uống để mà khỏi phải mổ, thì mày uống cái gì vậy? Thì hôm đó cô có mang cái chai Retree này đến, thì bác sĩ ông coi, thì ông bảo chưa, nếu mà bà uống cái này mà nó xuống như vậy thì cứ mỗi 3 tháng bà đến đây với tôi sẽ khám lại cho bà trong vòng 1 năm. Nếu mà nó cứ giữ y nguyên ở cái mức đó thì coi như bà không cần phải nghĩ đến cái chuyện mổ xẻ nữa. Thì sau đó cô bắt đầu rất là vui mừng. Trên đường về thì cô có gọi cho ông xã của cô trong hãng ngay, là coi như cô nói là không có phải cần đi mổ nữa, là bởi vì coi như là cái gan của cô, cái mật của cô như là cái sạc, nó không còn có nữa. Thì nhưng mà cái cholesterol của cô á, tức là mỡ trong máu á, thì bao nhiêu năm rồi cô không có bao giờ mà cao hơn 160. Nhưng mà tại vì cái gan nó làm cho cái mỡ trong máu của cô á, làm như nó không lọc được cái sao đó, thì nó làm cho cái mỡ trong máu của cô lên tới 230. Thì ông bắt cô là phải exercise rồi ấy này nọ, rồi trong 3 tháng tới cô ông sẽ khám lại cho cô. Thì cô vô tìm hiểu thêm thì có rất là nhiều người chia sẻ với cô là cái Lipac Nano và cái A2, thì hiện tại bây giờ cô đang uống cái đó. Thì coi như ngày mai là cái ngày mà cô sẽ đi, cô đã lấy máu rồi, và ngày mai là cái ngày mà cô sẽ đi khám lại. Thì cô sẽ lấy cái kết quả đó để mà chia sẻ với tất cả mọi người, là coi như cái cao máu của cô, vấn đề mỡ trong máu của cô là nó như thế nào. Thì nhưng mà cô tin tưởng rằng là nó sẽ xuống thấp, là bởi vì hồi trước cô hay bị đau vai, thì cô nghĩ là tại vì cô có cái tiệm nail, cô làm việc rất là nhiều và đôi khi cô không có ăn uống đầy đủ, không có điều độ, và nhất là rau cỏ thì cô không ăn nhiều. Thành ra coi như là trong cái Lipac Nano này thì nó giúp cho cô vấn đề rau cỏ, ăn uống đầy đủ cái vitamin mà cô không cần phải đi ăn rau cỏ. Cho nên khi mà cô ăn cái đó thì coi như cô uống như vậy thì trong khoảng coi như 1 tháng đổ lại đây, cô không còn bị đau nhức cái vai nữa.
mà hồi xưa là đau nhất thì cô lại nghĩ là tại vì cô làm việc cho nên cô bị đau nhất, mà không phải, tại vì cái gan thì nó làm cho cô nguyên một cái bả vai của cô rất là đau. Bởi vì cô được chia sẻ bởi một người khách khác, mà người khách của cô đó cũng bị coi như lấy cái mật ra khỏi cái gan, thì bà ta nói là bà ta cũng có bị cái cảm giác là đau cái vai, mà rất là đau từ cái cần cổ xuống. Bây giờ bà ta lấy cái mật ra rồi, cho nên bà ta rất hối hận. Nếu mà bà ta gặp cô trước đó đó thì bà ta sẽ cũng uống G3 và coi Lipac Nano, đồng thời cái A2 nó rất là, buổi tối cô uống 2 viên buổi tối này thì coi như nó làm cho cái gan của cô rất là mát, mà cô có cảm nhận được cái điều đó nữa, chứ không phải là chỉ là không. Thành ra coi như cô muốn chia sẻ với lại tất cả mọi người là cái thực phẩm chức năng của Nu Skin rất là tốt cho chính bản thân của cô, và bây giờ cả gia đình của cô và ông xã của cô là cái người không bao giờ tin vào những cái này. Ông cứ bảo là thuốc gì uống mà từ China qua là ông không bao giờ uống, thì cô có mà ông lại bị cao máu rồi bị mỡ trong máu rất là cao, cao đến cái độ mà coi như uống thuốc bị side effect là coi như tất cả những cái bắp thịt á là nó rất là đau, thành ra phải đổi thuốc rất nhiều lần. Thì cô đã cho chồng của cô uống cái G3, thì mới đầu tiên á thì chồng cô nói là tôi không thể nào tin được là coi như một cái hãng Mỹ mà có cái đông trùng hạ thảo gì đó, cái này có phải bên China hay không, tại vì ông chồng của cô rất là sợ những cái đồ made in China. Cô là không, cái này là ở Utah. Nhưng mà ông xã của cô á, cô có nói với ông xã cô rằng ông xã của cô có thể không tin tưởng bất cứ hãng nào, nhưng hãy tin tưởng vào cô, bởi vì cô là cái người mà sắp sửa lên bàn mổ, mà bây giờ cô đã coi như là không phải lên bàn mổ và bây giờ sức khỏe cô hồi phục. Thì cái điều đó là một cái điều mà coi như là ông xã cô phải tin cô. Thì chứ đừng cứ nghĩ là coi như cái này nó từ đâu tới, nhưng mà thực sự nó là hãng Mỹ. Trước khi cô uống thì cô cũng đã nghiên cứu là ở hãng Mỹ, mà cô rất là ngạc nhiên là hãng Mỹ có đông trùng hạ thảo, có nấm linh chi, có những cái nước gớt mà cô cứ cảm tưởng giống như là cái hãng đó là của Việt Nam hay là cái gì đó, nhưng mà thực sự là của hãng Mỹ. Thành ra cô rất là tin tưởng cái hãng này, và cả gia đình cô bây giờ hiện tại bây giờ là dùng G3, ngay cả con gái út của cô là 11 tuổi cũng uống cái này, và con trai của cô rất ghét cái nước này khi mà bảo là ô cái này giống như là medicine, thì cô nói con cứ thử uống một ly đi, nếu mà con uống mà con không thấy thích nữa thì mẹ sẽ không cho con uống. Nhưng mà bây giờ cháu uống rất là rất là thích uống, mỗi lần mà nói tới G3 là nó giống như nó được uống đứt thuốc vậy đó, nó thích, rất là thích. Nên đó là những cái điều mà cô muốn chia sẻ đến tất cả các quý vị. Nếu mà người nào có những cái bệnh hoạn trong người của mình, đừng nghĩ là vô vọng. Đây là cái nguồn mà mình có thể chữa được cho bệnh cho mình. Thành ra đừng có thất vọng và đừng có chán nản. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều ha.